mày ơi, nhìn này cái áo này đẹp thế. Nhìn đi. Mốt mùa trước. Anh nghĩ giờ à, mùa này nó vẫn hot mà. Hey bro. Xin chào siêu nhân. Kinh doanh quốc tế Học viện Ngân hàng đi đường nào anh nhỉ? Xin nhân đi hướng Đông Bắc nhá. Thanks bro. Mày ơi, siêu nhân. Kinh doanh quốc tế mày ơi. Bác tài, let's go. Yes ma'am. Xin chào các bạn, mình là Minh Hoàng. Còn mình là Minh Tâm. Chúng mình đến từ khoa kinh doanh quốc tế Học viện Ngân hàng. Và ngay bây giờ đây, hãy cùng theo chân chúng mình vào trong để xem có những điều gì đặc biệt nhé. Có một đặc điểm rất là khác biệt của khoa kinh doanh quốc tế đối với các khoa khác, đó là chỉ tuyển các bạn mà thi các môn có tổ hợp tiếng Anh. Có một vài bạn là biết là mình muốn là mình sẽ làm trong những cái môi trường năng động, những cái môi trường quốc tế. Thế thì mình tư vấn luôn là mình chọn khoa kinh doanh quốc tế. Em chỉ ấn tượng nhất là bởi vì nó được cái chương trình nó học ở song ngữ ấy, thì rất là tốt cho em. Vâng, thì là đấy cũng là một trong những cái điểm mạnh của khoa kinh doanh quốc tế ấy, là có thể giúp cho mình vừa học được cả cái chương trình tiếng Việt vừa học cả cái chương trình tiếng Anh ấy. Thì cũng rất là hy vọng là gia đình của mình và em thì sẽ là yêu thích và có thể quan tâm và đăng ký vào những ra là em nó là nhà cũng ở gần đây. Thứ hai là cái sức học quốc tế nó cũng kiểu gần gần tới đại loại là thế, nên là cũng muốn là em nó học ở đây. Nghĩ là em không biết ở khoa nào nhưng mà hôm nay ở đây thì em nghĩ là em thích ở khoa kinh doanh quốc tế. International Business ready to shine. Khoa kinh doanh quốc tế được thành lập vào ngày 25 tháng 11 năm 2014. Khoa gồm hai bộ môn đầu tư quốc tế, đào tạo chuyên sâu về phân tích và lập dự án đầu tư xuyên quốc gia; bộ môn thương mại quốc tế, đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, chính sách thương mại quốc tế. Khoa kinh doanh quốc tế luôn khẳng định chất lượng đào tạo hàng đầu. Ban chủ nhiệm khoa gồm các giáo sư, tiến sĩ uy tín trong ngành. Với chủ nhiệm khoa là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến. Khoa kinh doanh quốc tế tự hào với đội ngũ giảng viên đông đảo được đào tạo tại những trường đại học hàng đầu như Đại học Monash của Úc, Đại học Bath của Anh, Đại học Washington của Mỹ và rất nhiều các trường đại học danh tiếng khác. Gần 100% học liệu các môn chuyên ngành bằng song ngữ. Không chỉ vậy, khoa kinh doanh quốc tế còn là nơi luôn sôi nổi và vui vẻ với các sự kiện ngoại khóa bổ ích như chào tân sinh viên K18, K19, ngày hội khoa, cắm trại, hội thảo, tư vấn tuyển sinh. Nhưng cũng có những khoảnh khắc lắng động của tình thầy trò. Hơn cả một tập thể, khoa kinh doanh quốc tế là một gia đình.